nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên là một người anh, một người cha vậy, một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là sugar daddy, còn em là sugar baby. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật mình đó? Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Thôi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải làm sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ý sinh năm 82 còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, nó nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ý hơn em một con giáp này, đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng chu cấp, xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn cái mặc, nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên là một người anh, một người cha, một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là sugar daddy, còn em là sugar baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar daddy, sugar baby. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là sugar baby. Dạ. Vậy cuối cùng là ai là sugar lớn? Sugar mommy. Trời ơi dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Lưng. Dạ, em sinh 1982. Em là sugar baby của sugar mommy. Như vậy thì là em gạn lọc hơi trong, em tìm được cái mommy sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ, em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Dạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là khó khỉnh, dễ thương. Và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười. Khi em đi chùa là cái khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không make up gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ, vậy đó và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật mình đó? Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp, nó sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa, em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm, mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là nó thật sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình toàn là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó
ngoài cái việc buôn bán này kia ngoài đường ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình, yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền, rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng xào liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối em rất là mới mẻ, em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng, thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình đi về và có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa, cô mới bảo là thôi mày giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm, mà nhà của bạn ấy khoảng 20 m² mà có ba mẹ con ở, không có tiền. Thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200.000, rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường. Vậy là chị xui ở cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn là trộm nó cướp mất luôn. Rồi em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ, em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi. Nhưng mà xấu xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Dạ. Ừ. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn. Dạ, vậy chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy và em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống đưa kết quả cho anh. Hay là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi để anh nhìn đi. Còn Luân thì sao? Khi mà Luân Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó, Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em, bác sĩ Nguyệt, là bác sĩ trưởng khoa ở Bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười, chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi, sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ. Thì hai mẹ con vui chúc mừng, mày không bị vô sinh. Mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ, một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hay hài và nó vui vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, lăn ra ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước khi có baby á là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi. Rồi
Thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là gọi lên đây để mà kể tội nhau nè. Yeah. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt đó. Đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt. Tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng, mà anh luôn anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi tắm chưa cho em mời chị đi vệ sinh với, mà anh đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường là em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được. Dạ. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng, và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới cho em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt na cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Dạ. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi, alo em mà 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả? Anh mới ngủ dậy. À, hôm nay có gì không em? À, xong em bảo là ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà, em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ồ vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ, phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hay phải ghi lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Thuận bị luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha, xong ghi hết nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum, thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người nghệ sĩ, lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ đó con. Là sự mong muốn, đúng không? Mong muốn luôn. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi, thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te, thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về, rồi em mừng quá em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi trời, thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền quen. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cô. Và hàng ngày cô mới ra mở vô và cô đếm luyện tập để ngoài. Như là luyện tập luyện tập về cái luyện món. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy lại rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, cổ ghê á. Hỏi mình hỏi hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cổ lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên. Rồi vậy là giống biết Ngô y chang luôn. Hay là đứng trên cao lao. 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi
lỡ khi nào mà than nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó, không đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Là đâu rồi. Cô này là phụ mua thích thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia, còn đúng em. Nó không thích mẹ em ơi. Em thì không. Mình phải vì an toàn. Uống trà đánh cờ nho nhã trà một sở thích rất ư là trẻ trung đó trẻ trung á trà đạo đồ này cái đó rồi nè có vô tư không và có bao giờ bị dính lừa không đó, ai, lừa. Ai bạn này cô này bị ta lừa hoài giờ mong muốn thay đổi rồi, gì em mong muốn cổ thay đổi gì nè em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ do vậy mình phải làm việc và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình đánh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không chưa về nó thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em. Nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi mặc dù em chưa muốn. Nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em. Nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống hột quá. Không, thì cái đó là chị không biết. Cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa? Cả công đồng xã hội nhìn tôi như một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra đâu phải là đi làm suốt mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại. Phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để bữa này không như mưa. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi xuống không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, con yêu mình nữa. Riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cho con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng. Cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn các bạn. Như là một hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị ạ. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy nhau được chừng 7 tháng ạ. Em đang có tin vui đúng không? Dạ, đúng rồi. Hay vậy ta. Mấy tháng rồi? Dạ, em được 5 tháng ạ. Trước khi xin chúc mừng hai vợ chồng em đón nhận tin vui này nha. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Thu Hương, năm nay em 26 tuổi, em là tiếp viên hàng không ạ. Còn em? Dạ em là Đỗ Đình Hiển, năm nay em 27 tuổi, em cũng là tiếp viên hàng không. Hai em là gặp nhau ở một cái nơi nào? Cái bối cảnh mà gặp nhau á là tụi em hôm đấy là đi bưng quả cho một cặp đồng nghiệp trong công ty. Thì em là bưng quả cho bên nhà trai, còn vợ em thì lại bưng quả cho bên nhà gái. Nói chung là cái ấn tượng ban đầu của em với vợ em á, cái hôm đấy em gặp á là không phải là cái vẻ bề ngoài mà em lại ấn tượng là do là cái đồng hồ vợ em đeo. Nó hơi đặc biệt là chỗ này là thứ nhất là cái đồng hồ là đồng hồ của nam, mà cái đồng hồ đó là đồng hồ em lại đang tìm. Cái cô gái này thứ nhất là cổ là nữ mà cổ lại đeo cái đồng hồ nam, là một cái gì đó đặc biệt rồi mà lại đúng cái đồng hồ mà mình lại đang tìm, cho nên là thế là em mới tìm hiểu cô này như thế nào, coi là có hợp với mình hay không. Mà vì cái đồng hồ đó mà em có cái ấn tượng với bạn này. Dạ đúng rồi. Bắt đầu đến bắt chuyện. Không, em không bắt chuyện. Tại vì lúc đó em cũng hơi nhút nhát xíu. Thì sau cái buổi tiệc á, thì em mới về em mới hỏi cô dâu là cho mình xin cái Facebook của cái bạn nữ đấy. Nhưng mà do là lúc đó do quá tập trung vào cái đồng hồ, cho nên là em tả cái hình dáng của vợ em nó không có được chính xác. Thế là cô dâu lại cho một cái Facebook của một người bạn đồng nghiệp, cũng cái hôm đấy cũng bưng quả luôn. Không phải là cô này. Cũng vào cái Facebook cô đấy rồi em lại tìm cái cô này để mà em lại làm quen cô này. Hai vợ chồng chị chat qua Viber với Facebook. Tại vì sau cái hôm đấy thì vợ em lại đi làm. Nửa tháng sau thì mới quay về lại Sài Gòn thì mới là hai vợ chồng mới gặp. Bạn này có ấn tượng với bạn này liền không? Em thì thấy là đây là người đầu tiên á, mặc dù lần đầu gặp gỡ nhưng mà nói chuyện rất là người Bắc người ta gọi là đong đưa ấy chị. Tôi nghĩa là nói chuyện rất là thoải mái như kiểu quen nhau từ mấy trăm năm rồi ấy. Từ trong tiềm thức đúng không? Bao lâu thì tụi em mới yêu nhau? Cái sau cái lần đấy thì em mới bắt đầu em thích, cho nên là em muốn gọi là quyết định cua cô này tấn công. Thì mới hôm đấy mới sắp xếp nghỉ phép thì rủ cô này đi Đà Nẵng chơi, tại vì cô này cô có nói là cô rất là thích đi Hội An nhưng mà lại chưa có dịp đi. Mà Đà Nẵng thì là em lại đi rất là nhiều, cho nên là cái Hội An em rất là rành. Em chở cô này đi Đà Nẵng, đến Đà Nẵng chơi xong rồi cả hai vợ chồng đi xe máy đến Hội An.
Rồi chiều hôm ở Hội An thì em mới ngỏ lời em tỏ tình. Vậy là bao lâu rồi? Cái tỏ tình đó đến cái lúc cưới nhau thì là bao thời gian? Dạ khoảng 1 năm vậy. Bây giờ mới lấy nhau được 7 tháng. Dạ. Là tụi em khoảng gần 2 năm tìm hiểu về yêu. Dạ gần 2 năm đúng. Rồi từ lúc mà chấp nhận ảnh rồi cho đến lúc cưới nhau thì có những khó khăn, có những trở ngại gì? Khi mà tụi em chuẩn bị đám cưới, em thì người Bắc mà anh ấy thì người Nam. Cái phong tục tập quán của hai miền rất là khác nhau. Nhà em thì yêu cầu là phải đám hỏi, đủ lễ. Nhưng mà anh ấy thì nói là không có đủ thời gian, cũng không có đủ phép để xin để mà ra Hà Nội nhiều như thế nữa. Nên là tụi em cái khoảng thời gian đấy cũng có căng thẳng, và thậm chí là đến trước ngày cưới thì vẫn căng thẳng với nhau. Ôi trời. Nhưng mà có suy nghĩ để hủy cưới không? Anh ấy đã nói với cả em và nói trước mặt ba má luôn là ngày mai không cần cưới nữa. Ôi trời ơi. Khách khứa mời hết rồi. Dạ. Hú hồn không? Rồi cuối cùng làm sao để mà quê được? Tại vì em cũng thời điểm ấy em cũng bị áp lực. Trước đấy thì do cái hai bên gia đình chưa thống nhất được cái phong tục á, rồi lại gặp thêm cái là cái thời điểm ấy thì trong công ty cũng có cái cơ hội để mà thi lên tiếp viên trưởng. Vợ em thì lại một người rất là hiếu thắng, trong khi em là có cái người gọi là an phận. Em không có nhu cầu em thi lên, nhưng mà vợ em thì cứ muốn em phải thi. Thì vừa áp lực vừa phải đám cưới tổ chức mà vừa lại phải thi, cho nên là cả hai cái nó làm cho em nhiều khi cũng đuối sức luôn. Dạ đúng rồi. Cho nên là cái đêm hôm đấy em thực sự là chịu hết nổi, bật lên nóng lên mình nói thôi ngày mai không tổ chức nữa, dẹp luôn. Mà như rất may là đã gọi là vượt qua được cái đêm đó, nhưng mà là ai đã hóa giải được cái sáng hôm sau cũng chủ động em nhắn tin, một lát sau cũng thấy nhắn tin lại, nghĩ là em đã chịu đầu hàng trước. Em chịu xuống nước trước. Tối hôm đó em cũng rất là muốn nhắn tin nhưng mà lại cứ đợi xem phút cuối nó như thế nào. Mừng quá. anh hỏi em. Dạ. Vợ em á, anh nhìn thấy rất là hiền thục. Dạ. Nhẹ nhàng nè, thùy mỹ nè, thế thì ở nhà nghĩ nè. Nó cái động tác là thường là bối rối nè, suy nghĩ bối rối sao cá thằng ta anh ơi. Trời ạ, bây giờ cho em kể trước. Thì thứ nhất là nhìn như vậy thôi nhưng mà lại rất là bướng. Em không nghĩ là lại bướng như vậy, mình đã nóng, bản thân mình đàn ông mình nóng mà người phụ nữ cũng nóng theo, thế là cái mâu thuẫn nó lại bị đẩy lên. Rồi lại ở rất là sạch mà đến nỗi mà em sợ. Ví dụ như khi em tắm chẳng hạn, bình thường mình tắm xong ra thì mình cũng đã lâu sơ trong đấy rồi, ok rồi, mà ra thì vợ em lại sao cái lưng nhiều nước quá vậy, sao thôi để lấy cái lăn khăn lâu lại, mà lại. Đấy cứ như thế, những cái nhỏ như thế, cứ để ý từng ly từng tí của em, cho nên là nhiều khi em cũng rất là bực mình. Rồi còn chuyện gì nữa không? Rất là thích sống ảo trên Facebook. Facebook hả? Đúng rồi, tại vì ngày nào cũng lướt Facebook, sáng mở mắt ra là mở Facebook lên coi từ trên xuống dưới, rồi đồng nghiệp bạn bè có cái này đi kia lại cứ thế về, sao anh không làm cho em cái này, sao anh không giống như người ta, chồng người ta như thế này kia thế nào. Em thì rất là nhức đầu cái vấn đề đấy. Em nói mọi người có một cái cuộc sống riêng, mọi người có một cái cách thể hiện tình yêu riêng, chứ không phải ai cũng như ai. Giờ cái bệnh ghiền Facebook là hình như là của tất cả mọi người hay sao á? Em nãy giờ là chồng em nói những cái điều đó nó cũng khó chịu nha. Thì với ảnh làm điều gì cho em khó chịu? Em thấy anh ấy quá điệu trên mức cần thiết. Điệu ấy mà? Điệu lắm luôn á. Tại vì em là con gái á, nhưng mà em cũng không điệu đến mức tới. Tại vì bà này thì bà rất là man, bà rất là nam tính, chịu không? Tối ngày bà cứ thế đồ đàn ông, bà cứ thích dạng như mặc theo cái style mà đàn ông, chịu không? Mà em thì em thích phụ nữ, người ta nữ tính, dịu dàng này kia, mà cứ thế cho nên là... Chồng em mua rất là nhiều quần áo về, mà có những đồ mà chưa mặc, thậm chí là anh là người Sài Gòn, nhưng mà anh rất thích mua áo khoác, áo măng tô, áo lông, áo dạ, áo thước, áo... Sau đó, cái đợt hồi trước em còn đi bay á, đang đi làm xong rồi thấy tin nhắn là em thấy anh mua cái áo đẹp không? Xong rồi mình hỏi là thế đang mặc ở đâu đấy? Bảo anh mặc trong nhà, anh khóa hết cửa xong anh bật điều hòa lên. Bảo là vì trời nóng quá nên anh bật điều hòa, anh mặc áo măng tô hay cho đẹp, thấy em thấy đẹp không? Anh vừa mua áo. Mà thực sự là ở Sài Gòn thì không có thời gian để mặc cái áo đấy. Đúng rồi, mà mặc ra người ta nhìn thì hợp. Không phải, tại vì em thì cũng có đi bay những cái nơi mà lạnh, mùa đông lạnh, thì cho nên là em cũng sưu tầm, em cũng rất là thích, em chọn cái mẫu áo này kia mà vợ em đi lại. Nhưng mà cái chi tiết mà mặc điều hòa cho nó lạnh để mặc đó, là anh thấy nó cũng bệnh lắm đó. Nhưng mà ở nhà có làm chuyện đó bao giờ chưa? Có, lâu lâu nhìn áo này đẹp quá xong rồi bắt đầu lại mặc áo vào, xong rồi tiếp tục đóng cửa bật điều hòa thế. hay thích ngắm mình trước gương để cảm thấy mình là tự tin, fashionista. Thế còn gì nữa không? Anh ấy thì em nghĩ là anh ấy không biết ghen lắm. Em hay thử là hôm nay em đi làm gặp bồ cũ thế này thế kia, hoặc là bảo là đi chơi, đi chơi mấy giờ cũng được,
không có hỏi em là em đi chơi với ai hay là đi chơi đến ở đâu đi mấy giờ mới về, không có biết ghen biết là gì hết. Ủa sao vậy? Em thì em tin vợ em thì tại vì em hiểu, em nghĩ là em đủ hiểu vợ em là người như thế nào. Nhưng mà cuộc sống này nó đầy rẫy những mưu mô, những cạm bẫy. Nhưng mà thì không phải là em hoàn toàn là không theo dõi là như thế nào, nhưng mà mình có, nhưng mà mình là một cách tế nhị hơn, mình không phân có nhờ. Dạ đúng rồi, mình không có cầm điện thoại lên coi tin nhắn hay này kia. Em đi với ai tuy là vợ chồng nhưng mà mình vẫn có cuộc sống riêng, mình tôn trọng cái cuộc sống riêng của nhau, cá nhân nhau. Chứ vợ em có đối với em như vậy không? Và em thì không ghen, nhưng mà cứ mỗi lần mà đến có lịch bay đi cái là tối hôm đấy là y như rằng là cứ giống như là hát cải lương ấy. Cứ không, anh ơi anh đi mấy ngày em ở nhà em ngủ một mình buồn, có phải cứ mình ngủ chung mới chịu hay? Hương em có ghen không? Cũng không ghen. Nhưng mà em có cái kiểm tra riêng của em, ví dụ như là thỉnh thoảng anh này vào đi tắm thì em sẽ mở Facebook ra em xem tin nhắn những ai, điện thoại nhắn với ai rồi lại. Ủa có. Mà trước khi nói điều này ra thì chồng em rất là tự tin. Hai vợ chồng em nói chung là rất là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Cha, mà bây giờ hớn rồi phải không? Em hoàn toàn không biết là đến ngày mai. Bởi vì anh nhìn thấy được cái thái độ của em. Em không hề biết là vợ em có kiểm tra em. Em cũng nghĩ là vợ em cũng sẽ tôn trọng mà cũng không có coi này kia, nhưng mà giờ mới biết là lúc mình tắm rồi để điện thoại ở ngoài là cũng có coi. Vợ chồng còn cái tính gì mà làm cho em không vừa ý nữa không? Anh ấy luôn luôn nghĩ là cuộc sống anh phải có không gian riêng á, nên là khi mà về hai vợ chồng mà có nói nhau hay có vấn đề xảy ra, anh nó hay nói là anh quen với cuộc sống một mình rồi, mà em thì nói là tại vì lấy nhau rồi thì là không gian của hai người, có cái gì thì anh cũng phải chia sẻ. Nhưng mà anh ấy thì không như vậy, lúc nào anh ấy cũng nói là anh từ trước giờ 20 năm sống một cuộc sống một mình, quen rồi, không gian một mình rồi, đừng có động với, có không gian riêng cho anh em thì em không biết như vậy. Bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Cái bướng tranh cãi cái vấn đề gì đấy thì vợ em cũng nên dịu xuống thì giải quyết mâu thuẫn nó dễ hơn, chứ còn mình nóng vợ cũng nóng, thế là cả hai đều cái tôi của mình, cho nên là khó có cái tiếng nói chung. Nhưng mà thường thì tụi em hay mâu thuẫn ở những vấn đề gì nhất? Em nghĩ là cái quan điểm sống của hai tụi em đôi lúc nó vẫn còn khác nhau, nó không có... Ở điểm nào? Ví dụ như là em thì trong công việc em rất là hiếu thắng và em muốn phải thăng tiến trong công việc. Nhưng mà chồng em thì luôn luôn nghĩ là em tạo cái áp lực đấy cho chồng em. Có nhiều lúc em nghĩ là tức là đàn ông thì phải có một cái gì đấy nó có thăng tiến hơn. Cái đó là cái mâu thuẫn lớn nhất đúng không? Bản thân hai đứa đều là con một, nên là cái việc mà không ai chịu ai á. Tại vì có gì thì đều... bộc lộ hết, bung bét ra xong rồi xong lại huề ngay được. Trước hết á là chị rất là gọi là cảm ơn á, là vì tụi em đã tham dự chương trình và ngồi để sẻ chia với lại chương trình cái cuộc sống của mình. Chị thấy rằng á là với những người mà làm cái công việc như tụi em á thì những người rất là hiểu biết đó, cho nên rằng không phải là dễ dàng gì để tụi em có thể chia sẻ cái riêng tư của mình. Nhưng mà khi tụi em xuất hiện ở đây thì có nghĩa là chương trình đã chạm được đến những cái điều mà những cặp vợ chồng á họ thấy là họ cần có cái sự sẻ chia với nhau đó, thì đó là một cái điều mà chị rất là sung sướng. Cái thứ hai nữa là đúng là cái yếu tố nghề nghiệp của tụi em á nó tạo lên những cái tính cách mà không phải là tụi em có thể là kết lại với nhau là tụi em có thể là tròn trịa được ngay lập tức. Bởi vì đó như hai bạn á từ nhỏ lớn đã là con một rồi, được cưng chiều rồi ha. Đó, và lại tiếp xúc với một cái môi trường mà rất nhiều áp lực. Nhiều khi công việc của tụi em không bộc lộ được cái tôi của mình cơ. Đúng không? Lúc nào cũng phải là một cái gì rất là smooth, mềm mại, đẹp đẽ trong mắt của khách hàng. Chính vì vậy mà khi về nhà ai cũng có muốn là phải xả áp lực hơn ai hết. Tụi em hiểu cái điều đó. Nhưng theo chị là cái cuộc sống của tụi em sẽ tự điều tiết được, bởi vì hai em đều là những người có học hết. Tuy nhiên thì chị chỉ thấy là về cái không gian riêng tư ấy, thì chị đồng ý với lại ý kiến của chồng em. Đó, chị chỉ chia sẻ cái của chị đang làm thôi. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị ạ. Ủa, con năm nay bước vào đầu U3 rồi. Là ba mấy? 30 rồi. 30. Công việc hiện tại sao em? Em có kinh doanh tự do. Tại cái mảng nào mỗi mảng mình ôm ít. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Quê con ở Bình Định. Rồi. Cứ mẫu giáo còn này cấp 1 như vậy đó, cấp 2 như này, cấp 3 như vậy đó, đại học lại vô đây. Rồi hiện tại là con đang ở đây. Dạ. Ở quận mấy? Dạ hai vợ chồng con thì đang ở quận 12. Ok. Mời em. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ năm nay con 29 tuổi. Dạ. Con nhỏ hơn chồng con 1 tuổi. Dạ. Nhất gái hơn hai nhìn trai lớn một. Công việc của Hà là có hỗ trợ được cái gì cho chồng không?
hay là mỗi người một mảng riêng? À, dạ trước đây thì tụi em làm chung, nhưng mà hiện tại bây giờ là tụi em nghĩ là tụi em nên tách riêng ra, bởi vì vợ chồng làm chung là gây lộn suốt. Rồi họ gặp nhau làm sao ta? Thì đó, em đang cũng đang thắc mắc nè. À, có thời điểm mà quê của Hà thì ở đâu? Dạ em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh, dạ, đúng không? Rồi, tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Tập ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó. Là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ. Đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ, bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thiên nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát, thì anh này á ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa, không đúng ưa. Không? Dạ. Lùm. Đó. Vừa xấu mà vừa vô duyên vừa, đúng không? Vừa vô duyên, vừa xấu, vừa lùm. Thì được cái không hát hay. Ưa. Không, không con cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét rồi. Công nhận được mình đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, rồi bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường, tại vì ngay lúc đó con cũng chưa có ý gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa, hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm. Hợp đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô vẫn phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên đó, là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường, không ghét, không thương, không gì cả, đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất ghét mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gợn gợn á, hơi gợn gợn đó. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con thiên nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12. Thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con. Ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia. Thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp. Ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích ăn đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con để cái xe trước cửa nhà con, ổng chạy ra giữa đường luôn cô Vân, bảo con mà không ăn đồ ăn của ổng mua là ổng tông vào xe tải ổng chết luôn. Trời đất ơi, con khổ nhục kế tới cái mức đó luôn hả con? Điều gì làm cho con chuyển mục tiêu mà chuyển gu luôn vậy? Con cũng không biết luôn, tại vì giống kiểu tự thấy được hợp lý mà. Thực sự là nó giống như là kiểu định mệnh, con không có ý kiến gì hết, nghĩa là con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy là muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, ảnh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người ảnh ta bảo là ảnh gửi cho cái người mà Hà thích.
Đó là ảnh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Ủa nhưng mà con bắt đầu chuyển gu từ lúc nào? Từ sau khi Thiên Nga nó có cái cuộc sống riêng của nó mình đúng đúng không? Con mới ngộ ra rằng là Thiên Nga nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay, còn dịch là có đủ lông đủ cánh cũng không bao giờ bay được. Mơ vòng vòng này. Đúng không? Có phải con ngộ ra điều đó không? Đúng rồi, con nghĩ là một phần đó. Mà cái bản tính con hồi xưa giờ nó lười, và con rất rất lười thay đổi, nghĩa là mỗi lần thay đổi là lần cực. Mỗi lần thà cua dính và thà mình nhắm từ lượng nhan sắc mình. Mặc dù có hơn với cô là con có một cái tật nữa là con hay tự tin với mọi người, tức là hay chọc vui nữa, tức là bắt mật khẩu, bắt wifi con là đều là tú đẹp trai thôi. Hỏi bắt wifi là gì cho em mượn xài anh tú, tú đẹp trai. Đó, nhưng mà con biết tự biết là nhan sắc mình tới đâu. Và con nói thôi ráng ráng cua đại đi rồi có gì gần nhà nữa cô. Hết sự lựa chọn rồi cô Phân. Hết rồi, ba con Thiên Nga kia nó bay hết trơn, giờ còn có con Dịch ở lại thôi. Hết sự lựa chọn rồi. Tấm con Dịch liền. Chứ gì nữa đúng không? Em không nhận nữa. Đúng là mặt thiên nhiên sinh tồn là nó đều là như vậy mà đúng không? Đó rồi xong rồi cuối cùng là con, bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ nhớ nhiều à đâu. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia, mua luôn cái người bạn bạn mà cô bé là cảm nắng luôn. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, mà cái lúc đó con kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con, mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhắc thời đó, không biết sao mày cứu Quân Hà đó. Tao cũng biết nữa, hao thiệt chứ. Hao cái iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Đúng không? Mới đầu á, coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra. Để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, nói chung quay lại thì phải có bài học chứ. Phải trả giá chứ đúng không? Không phân lời bài hát không cho người ta hát làm chi. Không chia cho nhỏ một câu bài hát nào. Giả mai sợ thiệt, giả mai thiệt chứ. Chỉ cho hát chung thôi, có nghĩa là hát đồng ca thôi, mấy cái khúc đồng không ca. Cho hát solo là không cho. Không cho solo. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục nhỉ? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con lần này là khi nào? Cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học đó cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân. Là biết có điều kiện dữ gì ta. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển. Lúc đó lại mở một mình chứ không ở gia đình hả? Em ở với lại mẹ, nhưng mà thì tại bạn bè em cũng hay tới chơi lắm. Em thì cũng hay chơi với bạn, các bạn nam nhiều. Thế nên là cũng tới, xong rồi mang đồ ăn rồi cho chơi. Thì cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con bị cướp răng luôn đó. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi, cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Bị thợ săn mà. Bây giờ cầm súng cứ ai cũng lập bắn. Quỷ diệt cuối cùng, quỷ diệt thì còn lại một ông thợ săn với một con Dịch thôi. Thì con Dịch đó phải là của ông thợ săn. Thế là cứ thế bao nhiêu năm á cô Vân? Tại vì 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi, mà anh chiều con cực kỳ. Có nghĩa là con đi, mẹ con còn kể là hồi đó là con đi ra đường á, cứ cái quai giày là con chỉ xỏ cái chân vào thôi, còn anh sẽ là người cúi xuống mang cho con cái quai giày. Ví dụ anh đi làm mà anh có 10 đồng, con muốn mua một món gì đó hết 10 đồng thì anh sẵn sàng anh mua cho con hết, anh không quan tâm từ giờ tới cuối tháng anh ăn cái gì. Anh chỉ cần con thích là anh sẽ mua cho con, thích là anh sẽ làm. Con bảo anh là giảm cân, là mỗi buổi sáng anh sẽ chạy từ nhà ảnh khoảng hơn 2 cây số xoang nhà con. Đó, rồi để một cái tờ giấy trước cửa nhà con là đã tập thể dục xong rồi anh chạy về. Nhưng mà sau này khi cưới xong thì con mới phát hiện là anh chạy xe ra gần nhà con, gửi một cái bãi gần đó, xong rồi anh thì cũng chiêu trò lắm nha. Không phải, tại vì cơ bản mấy ngày đầu được, tại vì ngày xưa cơ bản cũng như theo em chạy được, mà anh hiểu cảm giác mà đi làm về mệt rồi, sáng 4 giờ mấy 5 giờ chạy mà muốn giảm cân là phải được anh giảm được thiệt, được anh giảm thiệt là từ 85 xuống còn 70 á, là kiểu như cũng chạy cũng ấy, nó rút người á. Nhưng mà xong giống như lười thiệt, là lười thiệt, em lười thiệt. Mấy ngày mưa lất phất trời Sài Gòn mà nó không lạnh thôi, nó lạnh là rung người luôn á cô.
cuối cùng bị lừa cô Vân ạ. Ừ, nhưng mà coi như là sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, tại tụi con cứ ở với tụi con cứ quen nhau sống á. Trong cảm xúc đó là 7 năm trời. Vậy xong rồi tới đám cưới. Dạ tới một ngày. Đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Sao? Thầy bói coi con cưới. Người ta là bác sĩ cho cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói cho cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi con quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân, cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ lúc cưới liền. Còn đúng ông thợ săn thôi. Lúc đầu cứng đầu con, coi ba người, ai cũng khoáng không. Con ngay chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung, ông khoáng không. Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông khoáng một câu xanh rồi. Còn em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn không? Ba người bạn. Ba cả người ba đi coi đều là ba người bạn. Thì đó, cài vô hết trận cái chuyện mà chạy bộ dắt xe kiểu đó còn dám làm. Không, nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên. Nghĩa là mưu mô cỡ nào nhưng mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm. Ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi. Luôn đó. Không là không làm ăn được đâu. Sợ ơi cả đời đúng không? Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân. Con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đến tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm róc rẽn vậy trong vòng 5 năm. Xây nhà, xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng một năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Rồi cưới nhau được mấy năm rồi ta nãy nói mấy năm. Cưới năm 2017. Cưới năm năm rồi. 5 năm. Rồi công việc vẫn thuận lợi mọi thứ ha, nó có trắc trở gì không? Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Nhà không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu. Thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhưng mà nó không có sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ. Để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết. Cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á. Tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ. Bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền anh ráng gồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng gồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên mà cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok. Tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẩm trên tay mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ chửi bới om sòm xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm xong, đi ra quán bán. Một mình bán thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng. Con làm một lúc á hả, 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà.
Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh là còn một tháng nữa sanh rồi mà ôm cái bụng bầu để mà làm rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó, một ngày đi cả trăm lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới là rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tài ảnh mà mình mới như vậy, tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản, nên là khi mà gặp ảnh ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén rồi con nhỏ rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa, thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao, ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Trời tức đó, là đập điện thoại. Không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Tại vì lúc đó là cái đầu óc nó căng thẳng lắm. Lúc đó em nghĩ gì, trong khi đó là vợ của mình đã mọi chuyện gồng gánh như vậy mà sao em còn gây áp lực nặng hơn nữa? Hay là muốn giải quyết một vấn đề gì đó cho nó xõa ra hả? Không, thực sự là cái lúc mà mình làm anh đi, mọi thứ nó đang trên rất là gọi là trên cái đà, mình thực sự mình không nghĩ là gì phải vào, mình cứ nghĩ là ok ráng mọi thứ mình sẽ cố gắng mỗi ngày mình vẫn cố gắng chạy đi làm, nghĩa là kiếm đâu này đắp đâu kiếm này đắp đâu kia. Nhưng mà giống như tối về mình cảm thấy một phần là giờ em là cứ nói, thực sự là bà có một cái tật là bà nói rất là nhiều, bà nói rất là nhiều. Em mới kêu tất cả lỗi của anh biết anh sai rồi nên thôi đừng có nói nữa. Trong cái chỗ đó rồi nó bình yên, nó nhẹ đầu đi. Em cứ nhẹ đầu, em cũng dễ chịu hơn anh vậy. Nhưng mà kiểu như thực sự lúc đó hai đứa đều rất là hiếu thắng luôn. Thực sự nó cũng là lỗi của con, tại vì giống như là mình thấy là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi nhiều khi nhìn con cái cũng tội á, nên là anh về là con hay nói, con phải muốn là tôi đã giải quyết cho anh cái vấn đề này rồi thì anh phải nghe lời tôi đó. Thì cứ gần qua gần lại như vậy, xong rồi bắt đầu anh cũng áp lực quá nhiều thứ, tới một cái thời điểm mà nó không thể chịu đựng được nữa. Cô Vân không thể chịu đựng được nữa, mình rất là ngán cái cảnh là sáng mà dậy mà cứ người nọ người kia tới nhà đòi nợ hoài, không thể chịu đựng được nữa. Thì tất cả mọi người xung quanh con đều khuyên là thôi con bỏ mặc đi, nói chung là con có nhà, con bây giờ con có thể tự lo, có công việc con thể tự lo được. Nhưng mà con biết vốn dĩ chồng con không phải là người gọi là tệ bạc với con, chẳng qua là ảnh có một cái là ảnh rất là muốn cho con sung sướng, nên là nó rơi vào cái hoàn cảnh là làm ăn cái đó là cái chuyện không ai muốn, nên con mới nói chồng con là thôi bán nhà. Cái nhà mới xây luôn cô Vân, nhà mới xây vẫn còn đang nợ ngân hàng. Con bảo là quyết định con sẽ bán nhà, và con bán nhà trong vòng một nốt nhạc luôn, con đăng lên con bán luôn á. Con dạ em bán luôn, mẹ đồng ý luôn. Dạ mẹ em thì thật ra là tại vì nhà trước giờ có hai mẹ con mẹ em thì cũng biết ông xã em á cũng là người tốt, mà mẹ cũng muốn là ổn định, thì tụi con bán nhà để trả xong xuôi cái số nợ đó, và tụi con lấy cái số tiền còn lại á, tụi con mua một cái nơi khác nó ít tiền hơn nha. Nhưng mà thật sự đến thời điểm bây giờ thì con nghĩ cái quyết định bán nhà là quyết định mà sáng suốt nhất của con, bởi vì cuộc sống của con bây giờ nó so với ngày trước nó là thiên đường luôn á cô Vân, nó cực kỳ thiên đường. Nghĩa là lúc đó thì vì mọi thứ đã giải tỏa được hết, nợ nần giải tỏa thì cái đầu cũng giải tỏa, thì cũng sẽ bớt đập đồ, bớt cằn nhằn, bớt nói nhiều rồi. Mọi thứ là nói chung là tụi con đã qua cơn bị cực. Bây giờ tới hồi thời lai vẫn là hai đứa đúng không? Chưa có ý định có đứa thứ ba đúng không? Không, rất muốn có đứa thứ ba, nhưng mà tụi đơn giản là tụi con muốn là kiểu như lần này mình chuẩn bị kỹ hơn cô. Tức là nhưng bây giờ công việc là ổn định rồi đúng không? Nói chung là vợ chồng công việc ai cũng ổn định rồi. Dạ, đúng rồi. Gọi là tạm ổn định. Tạm ổn định tại vì mình đã giải quyết rồi, nhưng mà so với cái cuộc sống trước đây thì con thấy như vậy là con cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Rồi nhà cửa như thế nào, mình có mua lại được một căn nhà mới rẻ hơn không? Hiện tại bây giờ em đang ở một cái căn chung cư cũng thuộc dạng trung cấp, nên em cảm thấy rất là ok từ các cái dịch vụ nọ kia. Rồi con qua nhà mới không biết là mọi người thì cứ hay chọc con là phong thủy hợp, nhưng mà con qua nhà mới thì con cảm thấy là cái tính mình bình tĩnh hơn, ít nóng nảy hơn, biết kiềm chế hơn một chút, và tất cả các cái thứ con ở thì con cảm thấy là con rất là hợp ở chung cư nhà đất. Thì đó, nói chung chắc là phong thủy hợp đó con. Dạ vâng. Rồi giờ... Thế là mình giải quyết được những cái chuyện rong ria, mình đỡ áp lực nhiều thứ. Thật sự là như vậy.
Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, để đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự của cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá. Lâu. Người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì trong khi đã quá quen đó cô. Đã. Thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu, con nói con nghe coi. Con tự vấn bản thân con trước đi. Không ai mượn con nói tật xấu của con. Vợ con bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là do đẻ, anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Ok, để làm cho. Tới lúc mình làm xong, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa anh làm xong rồi, anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật, là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tới uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy. Là cũng có sau thể. Khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nó mỗi lần là mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm bà buồn vừa thấy em cầm đi, em nhớ cầm về nhanh. Anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc, anh không anh lo cho em. Đi đang ngủ về sẵn. Ôi chết em quên rồi. Ủa em để đâu ta? Ủa đâu rồi ta? Rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái tật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ á là ngoài ý muốn đó con. Không phải là cái tật đâu. Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều cái vụ mà càm ràm đó cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level tuy giờ là đỡ rồi phải không? Nhưng mà cô tin không? Bả nghĩa là cái một cái gì đó, nó nghĩa là vô tình con vợ con đi làm á, người ta kêu bả là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều làm, và bả làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bả gọi là dịch vụ khách hàng cao cấp, thì lúc nào bả cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bả, nó liền là lúc nào bả cũng tỏ ra năng lượng á. Tên lộ cái thằng bảo vệ ông, cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả là con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Cái công việc của con là như vậy, nghĩa là muốn làm việc với khách hàng vân thì phải năng lượng, tại vì bộ phận chăm sóc khách hàng là bộ phận luôn nghe khách chửi. Nghe khách chửi suốt ngày, mà nếu mà mình không có vui vẻ, mình không có năng lượng thì mình rất là dễ bị nản. Nhưng mà những cái lúc mà ví dụ như là khách có vấn đề phàn nàn về con với mình thì mình vẫn cười tươi, nhưng mà ôm hết nguyên cái đó về xả vào người của anh này. Rồi tâm trạng con thì cũng hay bị gọi là thất thường sau khi sinh nữa. Nên là, mà cô Vân biết không, khi con đẻ ra, con đẻ hai bé xong, bắt đầu con ở nhà thì con không có bạn. Hầu như là không có bạn, tại vì không có đi ra ngoài chơi với ai, không có bạn gì hết. Thì mình cứ nằm ở nhà mình coi phim thôi. Tới tối về mới có anh này về nói chuyện. Thì giờ đâu có chủ đề gì nói đâu, giờ có mỗi cái chủ đề là phim mình mới xem thôi. Thì ngồi kể mà ông cứ ngồi ngủ vậy nè. Ông cứ ngủ gật nè, mà con hỏi là anh có nghe em kể không? Có nghe. Cô hiểu được cái tâm trạng và cái sự chịu đựng của bạn chồng rồi. Cái đó cũng dễ sợ lắm á. Rồi còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Thực sự là con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta? Tức là khi cô Vân thì á, khi bảy đi bảy con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha. Hai là tương ớt. Nó y như nhau. Nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này. Lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em muốn, em không biết, em mới hỏi anh. Vậy thì, xong rồi, xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn. Mình con nó đầu là, bởi vì bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nhảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D, nhớ y như chơi đồng vàng á. Những cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng, còn kiểu như mình kiểu như làm mình, nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn cái một cái hoàn toàn không liên quan hết. Nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng không? Bị thất thường. Thất thường. Tại vì anh này là bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải
cố gồng mình trở thành một người khác. Ừ. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á, thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với con, anh này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á, thì anh sẽ phải gắp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, sẽ không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Đó, rồi thì con, cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân. Cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè. Tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha. Cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tôi cảm ứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa con quay lại ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy. Nghĩa là tại vì thực sự luôn á là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩa là đã chuẩn bị ok xong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm đã chờ cái tự mình vừa ôm cái là con thấy lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền con thanh thoát liền con không đúng cái gì nữa hiểu không con, con đứng dậy luôn, con đứng dậy con làm đi làm luôn. Rồi cái đó là có lẽ con mong muốn thay đổi vậy không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thật ra là sau cái biến cố cô Vân một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này. Nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn. Anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó, thì đêm thì con bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên, để nguyên si. Mà không bao giờ nằm lên giường. Chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Ở dơ lắm. Đúng không? Rồi. Là mình cảm giác như mình không có. Cho nên cái chuyện mà mở nhạc Phật á là cố tình. Để cho thôi anh đi giùm tôi đi. Là tại vì bữa đó anh chưa chịu thay áo, tay anh chưa chịu rửa, cho nên là liếc sơ sơ cái là bật nhạc Phật luôn. Là anh thanh thoát là anh đi luôn đó. Nhưng một phần cũng là lỗi cho em. Dạ. Em phải tâm lý, em phải hiểu vấn đề đó. Tại vì khi mà xung trận á, cái đó là phải sạch sẽ, phải thoải mái nhất thì nó mới feeling được. Đó, đó. Chứ không phải là làm cho có rồi xong đi ra. Đó là con đuổi khéo. Đó, tại vì bây giờ con mà nói á là hay dỗi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bữa nay là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái. Hay dỗi, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhìn mình đi một chút xíu, có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi. Cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhìn em đi xíu, nhưng mà cứ mỗi lần nói là ông dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ông dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà anh hay quạo lắm, anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Thì ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó hơn, phải quan tâm hơn. Quan tâm con, rồi là con muốn nhận chồng con cái lỗi về mình hơn một chút, đúng không? Tha thứ hơn. Sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn. Giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Thì chồng con bây giờ trẻ con lắm, có hai đứa con gái, nhưng mà ba bố con cứ dành nhau ăn xì nách hoài. Đó, rồi dành nhau coi hoạt hình. Con nó đang coi xong hụ con nói là ông kẻ tới kìa, để đuổi nó vào phòng để mình dành cái tivi mình coi hoạt hình. Đó, rồi
cứu trẻ con đó, rồi cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Nhưng mà bây là giờ gia đình em đang nuôi ba đứa con hả? Dạ, đúng rồi. Cái đó là như vậy. Nhưng mà em biết không, vấn đề là bây giờ mình đã chọn nhau rồi. Dạ. Thì là mình đã chọn hạnh phúc rồi. Dạ. Thì mình phải lấy yêu thương để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ giống như em á, em thấy sao nè, để mà em góp ý với bạn bạn chồng á về những cái mà gọi là mong muốn của bạn vợ. À, thì nếu là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Ừ. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng. Dạ. Nha. Ừ. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. À, chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành thêm một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi. Yeah. Đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ. Yeah. Mình càng vất vả hơn nữa. Yeah. Khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn. Yeah. Chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Rồi. Yeah. Vụ tắm rửa sao ổng tự biết đi. Em phải nói chứ. Con xin giải thích cái này, tại vì cô không biết sao. Tại vì cái bản ngày con, nghĩa là con vẫn đang vận hành một cái quán gà nướng, cô có hiểu không? Thì tối về, tại vì cơ bản con về là lúc bà ngủ rồi. Thì con nằm dưới, con là con nằm dưới đất một góc nên tại vì sáng sau con tắm rửa rồi ấy luôn. Bà tiện cái gặp, tại vì con thấy thực sự là con sót mẹ con giặt đồ quá, cũng là giặt máy rồi nhưng mà một lần đưa ôm đồ nhiều luôn. Ông một trong những cái tật xấu khác của vợ con đó là bà bưa rồi. Một ngày con nói con một cái bộ đồ á, con ra là nhiều lắm một hai bộ đồ, nhưng giờ con là một nùi nè. Ôm nguyên một giỏ đồ chắc con được hai bộ. Mà mẹ con mẹ ở chung với mẹ con cũng lớn rồi, mẹ vợ con cũng lớn rồi. Bà rất là sạch, bà ở rất là sạch. Đâm ra kiểu như mỗi lần giặt đồ mà thấy mẹ ấy nhiều á, con kiểu con ấy nấy con. Riết là con cảm giác nó nấy cái bệnh đó, nghĩa là đồ không mặc đó, nghĩa là tới nào đi tắm được con ấy ra thôi. Còn không có kiên trì mặc một bộ thôi. Không hợp lý. Không hợp lý. Bởi vì đó mình thấy không? Nói cái gì anh cũng lý do anh được. Anh nói nghe là cái chuyện mà giặt đồ cái đó là nó có tốn kém cái gì đâu và nó có làm cái gì khủng khiếp đâu. Với lại em nói là lý do là chính xác. Em phải thấy được cái sai của mình. Đừng bao giờ bao biện. Dạ không, ý là cái đó ngày xưa rồi, giờ em đã thay đổi rồi. Tức là thay đổi chưa? Có rồi, nghĩa là giờ đã chịu tắm rồi. Để... Trời ơi, đã vậy còn mùi gà nướng tớ mới ghê chứ. Trời. Dạ. Ơi, ta nói mỗi lần mà đi ăn đồ nướng đó là em có tin là chị trước khi đi chị gọi đầu gì thì đi ăn đồ nướng về là chị phải gọi đúng đầu. Rồi, đúng rồi. Mà con người là mỗi một lần cô gọi đầu là cô bị bệnh không? Vậy mà cô vẫn phải gọi đó là bởi vì bản thân mình không chịu nổi cái mùi. Hai vợ chồng khác hoàn toàn. Cho anh Tư nói cái này. Có thể em chấp nhận em ở dơ được. Okay. Nhưng sau này em cứ nghĩ sức khỏe cho con em. Dạ. Em ở ngoài đường em túc tiếp xúc biết bao nhiêu người. Yeah. Bụi bẩn vi trùng vi khuẩn biết bao nhiêu người. Yeah. Và em vẫn mang nguyên si y chang vậy, mặc bộ đồ em nằm ngủ và con em phòng anh không biết nhà rộng nhà lớn và con cũng nằm nó chơi xung quanh đó. Và sau này sức khỏe của con em nha. Hên là bây giờ chưa có chuyện gì, lỡ như những con vi khuẩn những cái virus nó không tốt. Yeah. Nó vào trong cơ thể của người em thì sao? Yeah, một điều cực kỳ sai nha. Em phải tắm rửa sạch sẽ đó không rồi. Em chỉ giải thích là cái vấn đề là ngày xưa là tại sao nói thôi. Còn thực sự bây giờ là đỡ rồi. Bà đi làm cả ngày bà không biết đâu. Thì thôi nói tóm lại. Dạ. Là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi. Sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Á. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không. Bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Dạ. Ok. Dạ. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Dạ. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Dạ. Nhiều khi đêm á, tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá. Thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô. Tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi. Cái đó con nói nghiêm túc luôn đó. Dạ. Ha. Dạ, rồi là một chuyện. Dạ. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút. Rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút. Đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi. Đúng không? Dạ. Bây giờ cô nói con nghe nè. Cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á. Dạ. Mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội.
Thực sự là tội, bởi vì đứa nào cũng có công việc hết, đứa nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều. Đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ trong mọi chuyện, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị ê rồi không cái mở nhạc thì mày mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ. Con gái là ngược phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ.